Các bạn học sinh yêu thích dáng xe Way huyền thoại nhưng chưa có bằng lái có thể tham khảo mẫu xe Way 50cc này của nhà D-Tech với thiết kế cực đẹp mắt và động cơ cực bốc. Các bạn hãy chốt ngay em này ở hệ thống xe điện Việt Thanh nhé. Cũng giống kiểu dáng xe Way huyền thoại thì mẫu xe này thiết kế tổng thể là gọn nhẹ và thanh thoát, vút dần về phía sau. Tuy nhiên lại có một số điểm nhận diện rất là dễ dàng nhận ra đây là mẫu xe Way của nhà D-Tech. Đặc biệt đó là phần hệ thống đầu đèn phía trước là đèn LED cao cấp, giúp các bạn trông xịn sò hơn và khả năng chiếu sáng tốt hơn. Xe còn trang bị hệ thống đèn nhận diện, bật luôn sáng, trông xe xịn sò hơn rất nhiều phải không nào? Phía trước yếm xe là phần mặt nạ, trông giống như một số mẫu xe SH, giúp cho Way của D-Tech đẳng cấp hơn. Các bạn có thích điểm nhấn này không nào? Trong phiên bản mới nhất của năm nay, mẫu xe Way của nhà D-Tech đã được trang bị một tem xe màu mới, đó chính là màu xanh bạc, trông giống như những mẫu xe Way 110cc khác. Mẫu xe Way 50cc này đang có rất nhiều màu cho các bạn tha hồ lựa chọn. Mình sẽ để ảnh ở đây để các bạn tham khảo màu mới nhất của phiên bản năm nay nhé. Để nói về vận hành của mẫu xe Way nhà D-Tech thì chúng ta phải dành một lời khen cho mẫu xe này. Mẫu xe này có động cơ đi rất bốc, thế nên là các bạn chỉ cần ga những nước đầu tiên đã cảm nhận thấy được cái sự mạnh mẽ của mẫu xe này rồi. Xe sử dụng động cơ 49,5cc, vậy nên là các bạn chưa có bằng lái thì vẫn có thể lái xe này được nhé. Chỉ cần trên 16 tuổi là bước vào học sinh cấp 3 là được mua rồi. Mẫu xe này có vận tốc tối đa khoảng 50 km/h. Tuy nhiên nếu các bạn đi được ở đường gia tốc tốt hơn thì vận tốc còn được cao hơn nữa đó. Theo thông số của nhà sản xuất thì mẫu xe Way của nhà D-Tech có mức tiêu hao nhiên liệu là 1,4 lít xăng trên 100 km. Đây là mức rất tiết kiệm để giúp cho các bạn học sinh, kể cả là học sinh cấp 3 ở các vùng thị trấn hoặc là vùng xa hơn, thì mình có thể tiết kiệm hơn cái chi phí sử dụng hàng ngày. Mẫu xe Way D-Tech thì sử dụng là vành nan hoa và ruột có săn với những cái rãnh xẻ sâu ở trên lốp này. Thế nên là khi chúng ta đi di chuyển thì cái độ bám đường vẫn rất tốt các bạn nhé. Mẫu xe Way của nhà D-Tech đang được bán tại tất cả các cửa hàng trong hệ thống xe điện Việt Thanh trên toàn quốc nha. Nếu các bạn yêu thích mẫu xe này hãy comment bên dưới để mình tư vấn chi tiết hơn nhé. Mẫu xe này thì đang được bán với giá chỉ hơn 14 triệu thôi. Đây là một mức giá rất yêu thương và phù hợp cho nhiều bạn học sinh.